Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 2, liên quan tới vụ phát hiện nữ sinh tử vong cùng bạn trai trọng thương trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk. Một thông tin được biết, sức khỏe của anh TDP, sinh năm 1995, trú tại thôn 2 xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đã ổn định sau khi được phẫu thuật kịp thời. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, anh P bị 3 vết thương nặng do dao đâm, ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ. Sau khi phẫu thuật, anh P được chuyển xuống khoa ngoại tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của anh P đã ổn định, đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay. Trước đó, sáng 22 tháng 2, TDP, sinh năm 1995, quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, và TNIN, học sinh lớp 12, đến nhà nghỉ SP, xã Ea Riêng, huyện Mơ Đờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk, thuê phòng. Đến trưa cùng ngày, chủ nhà nghỉ phát hiện hai người có nhiều vết thương nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mơ Đờ Rắc. Tuy nhiên, nữ sinh N đã tử vong. Riêng P được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Theo một nguồn tin, nhà P ở Nghệ An, thời gian gần đây P có tình cảm yêu đương qua mạng xã hội với nữ sinh N nên vào Đắk Lắk. Theo nhận định ban đầu, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên xảy ra vụ việc.